quý vị, chúng ta đang quay trở lại với phần 2 bản tin FBNC Thế Giới. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giành 2/3 số ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, lượng cử tri đi bầu thấp cũng đặt ra một câu hỏi về mức độ ủng hộ của người dân Nhật Bản đối với kế hoạch Abenomics mà ông theo đuổi. Theo khảo sát của đài truyền hình NHK, đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Shinzo Abe và đảng đồng minh New Mito đã giành được hơn 2/3 trong số 475 ghế Hạ viện. Chiến thắng này sẽ giúp cho ông Abe đảm bảo chiếc ghế của mình là lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ thứ ba. Đảng đối lập dân chủ DPJ đạt 73 ghế, trong khi đảng đổi mới Nhật Bản được 41 ghế, còn đảng Cộng sản đạt 21 ghế. Mặc dù giành được chiến thắng, nhưng tỷ lệ cử tri thấp cũng đặt câu hỏi về mức tín nhiệm đối với biện pháp của ông Abe. Một cử tri tại Tokyo cho biết, "Tôi không phủ nhận rằng đảng cầm quyền của ông Abe đã giúp hồi phục kinh tế, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận chính sách năng lượng của đảng này." Trước đó đã có nhiều dự đoán cho rằng số cử tri đi bầu sẽ thấp hơn so với cuộc tổng tuyển cử năm 2012. Nhiều cử tri trẻ đã không tham gia bầu cử vì cho rằng Abenomics chỉ là một lời hứa suông, nhưng đồng thời họ cũng không tin tưởng vào các đảng khác. Abenomics tập trung vào các doanh nghiệp lớn có giá trị khoảng 280.000 tỷ yên. Tuy nhiên, ông Abe vẫn muốn giảm thuế cho các doanh nghiệp và tăng thuế đối với người tiêu dùng. Đây là một chính sách gây áp bức người nghèo nhưng lại ưu tiên cho người giàu và các doanh nghiệp lớn. Các nhà quan sát nhận định, ông Abe giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm nhằm mục đích củng cố quyền lực trước khi thực hiện các chính sách gây tranh cãi như tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân và chiến lược an ninh. Trước thềm bỏ phiếu trong Quốc hội nhằm bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối năm nay, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đang dẫn đầu số phiếu ủng hộ. Ông cho biết nếu như liên minh chính phủ của ông không được thành lập, Hy Lạp có khả năng quay lại thảm họa khủng hoảng nợ nần. Phiên bản mô hình của đền Parthenon vừa được thành hình với 120.000 viên gạch. Dù chỉ là phiên bản mô phỏng, sự hào nhoáng của đền Parthenon cũng là phần được phục hồi. Đối với kinh tế Hy Lạp, mọi chuyện dường như không dễ dàng như vậy. Trong tuần này sẽ diễn ra kỳ bỏ phiếu đầu tiên để bầu chọn tổng thống. Hiện Thủ tướng Antonis Samaras đang dẫn đầu số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, nếu không có đủ số phiếu để thành lập liên minh, cuộc bầu cử này buộc phải tổ chức lấy phiếu toàn dân. Và đó sẽ là thời cơ cho đảng chống gói thắt lưng buộc bụng Syriza. Chúng tôi không cần phải nói gì để vận động quý vị cả, nguy cơ mà chúng ta đang trải qua đã nói lên tất cả. Trong tuần này, chỉ số chứng khoán Hy Lạp đã giảm hơn 20%, lãi suất trái phiếu chính phủ tăng lên hơn 9%. Chính phủ Hy Lạp đương nhiệm cảnh báo, đảng Syriza có thể sẽ khiến Hy Lạp bị đẩy ra khỏi khu vực đồng euro. Giới đầu tư đang tỏ ra lo lắng về tình hình bất ổn chính trị ở Hy Lạp. Liên tiếp là những thông tin như sau. Công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới British Petroleum BP đã có một tuần chẳng mấy suôn sẻ khi phải đối mặt với những phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ về sự cố tràn dầu vào năm 2010 trên vịnh Mexico và kế hoạch cắt giảm nhân lực trong năm sau. Sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico đã mang lại cho gã khổng lồ dầu mỏ British Petroleum không ít rắc rối. Công ty lập luận, việc khiếu nại sai hoặc thổi phồng sự việc có thể sẽ khiến công ty bị tổn thất nghiêm trọng. Đồng thời, công ty cũng mong muốn giảm bớt mức bồi thường. Công ty dầu mỏ BP đã bán hơn 43 tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản để trang trải các chi phí sau thảm họa. BP chưa từng gặp khó khăn đến vậy trong suốt một thập kỷ qua. Dù cho phán quyết của tòa án như thế nào hay tác động của giá dầu giảm, thì đó đều là những khó khăn dành cho BP. Vì vậy, chúng ta có thể nghĩ rằng cổ tức có khả năng bị cắt giảm. Trong một chương trình tái cơ cấu, BP dự kiến sẽ cắt giảm hàng ngàn nhân công trên toàn cầu vào cuối năm sau. Một báo cáo cho thấy khoảng 87.000 người sẽ mất việc làm. Một áp lực khác đang đè nặng lên BP khi giá dầu thô tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, cải cách đúng đắn có thể vực dậy một nền kinh tế, nhưng nếu cải cách sai lầm thì chỉ làm cho tình hình càng thêm tệ hại. Những nỗ lực thúc đẩy thị trường lao động của Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ công nhân do nới lỏng quy định sa thải nhân viên. Bất chấp những nỗ lực cải cách và thúc đẩy thị trường lao động của Thủ tướng Ý, thành viên của hai liên đoàn thương mại lớn trong nước đã tổ chức đình công. Trên đường phố Ý không khó để thấy những biển báo tạm dừng phục vụ được dán ở khắp mọi nơi. Nhiều người nói rằng những biển báo này cũng có thể dành để nói về nền kinh tế Ý, vốn đình trệ trong thời gian dài nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Một số người dân cố gắng về nhà trước khi cuộc biểu tình nổ ra, nhưng đa số đều thất bại. Mặc dù vậy, một số người tỏ ra rất ủng hộ cuộc biểu tình. Tôi nghĩ rằng đây là lúc để tổ chức đình công. Chúng ta cần phải làm một cái gì đó, cần phải chứng minh vai trò của mình như những công dân và những người lao động. Tại sân bay, nhiều hành khách bị mắc kẹt do hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn chuyến. Chúng tôi đang gọi cho công ty bảo hiểm du lịch và đang tìm hiểu về những điều này. Chúng tôi không biết nhiều về tình hình tại đây, nên cũng không rõ cuộc biểu tình này đúng hay sai. Vấn đề là những điểm đúng và sai trong cải cách của Thủ tướng Matteo Renzi, ví dụ như luật mới Job Act cho phép người nới lỏng những quy định về việc sa thải nhân viên. Tỷ lệ thất nghiệp ở Ý đang ở mức kỷ lục, trong đó gần 40% thanh niên không có việc làm.
Hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc Korean Air hy vọng thu nhập trong quý tư có thể cải thiện nhờ vào giá nhiên liệu giảm và lưu thông hàng hóa tăng lên vào dịp cuối năm. Korean Air báo cáo lãi vận hành của hãng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tăng 50%, đạt 240,7 tỷ won, tương đương với 222 triệu đô la Mỹ, tăng so với mức 160 tỷ won của cùng kỳ một năm trước đó. Công ty cũng cho biết nhờ vào đà giảm của giá nhiên liệu mà chi phí nhiên liệu tiết kiệm được đến 97,7 tỷ won so với cùng kỳ năm trước đây. Trong bối cảnh đồng won mạnh lên, một số công ty lớn của Hàn Quốc phụ thuộc vào xuất khẩu đã báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng, bởi đồng won mạnh sẽ khiến cho các công ty cạnh tranh khó hơn ở thị trường nước ngoài. Trong khi đó, thì các hãng hàng không và các công ty năng lượng lại được hưởng lợi vì nhập khẩu nguyên liệu rẻ hơn. Mặc dù vậy, lãi ròng của Korean Air vẫn đáng báo động với mức 392 tỷ won do lỗ ngoại tệ và tăng lãi vay. So với một năm trước đây, đồng won trong quý thứ ba mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ 7,6%. Doanh thu của hãng đã giảm 0,6%, đạt 3,17 ngàn tỷ won. Song song với thông tin về lợi nhuận, mới đây, nữ phó chủ tịch của hãng cũng đã tuyên bố từ chức do áp lực từ dư luận, chỉ trích bà lạm quyền gây ảnh hưởng đến người khác. Trước đó, trên chuyến bay từ New York về Hàn Quốc, bà Cho Hyun A đã buộc máy bay phải quay lại sân bay New York để đuổi việc một tiếp viên trưởng vì cho rằng anh này phục vụ sai quy trình. Sự việc này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng bà Cho không nên làm như vậy. Và lúc đó, bà Cho cũng chỉ là một hành khách chứ không phải là với tư cách là phó chủ tịch của Korean Air. Tôi không hiểu bà ấy nghĩ gì, nhưng tôi cho rằng bà ấy hơi hách dịch và lạm dụng quyền hạn của mình. Sau vụ tai tiếng đuổi việc tiếp viên trưởng gây chấn động Hàn Quốc, phó chủ tịch Korean Air, đồng thời là con gái của chủ tịch Korean Air, đã cúi đầu xin lỗi trước toàn thể người dân Hàn Quốc vì lỗi lầm mà mình đã gây ra. Có mặt trước công chúng và báo giới, phó chủ tịch Korean Air, con gái của chủ tịch Korean Air, bà Cho Hyun A, đã cúi đầu xin lỗi vì những gì mình đã gây ra. Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho tất cả mọi người. Tôi thành thật xin lỗi. Cha của bà Cho Hyun A, chủ tịch Korean Air cũng đã xuất hiện trên truyền hình để xin lỗi cho hành vi của con gái. Là một chủ tịch của Korean Air, tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân và là một người cha, tôi xin lỗi vì hành vi dại dột của con gái mình. Ông cũng xác nhận con gái ông sẽ từ bỏ mọi chức vụ trong tập đoàn Hanjin Group của gia đình ông, là tập đoàn sở hữu hãng hàng không Korean Air. Trước đó, bà Cho Hyun A đã đuổi việc tiếp viên trưởng trên một chuyến bay từ New York về Hàn Quốc vì cho rằng anh này phục vụ sai trình tự cho hành khách. Sự việc không dừng lại ở đó, chuyến bay đã phải trở lại đường băng theo yêu cầu của bà Cho, khiến toàn bộ hành khách bị trễ 11 phút. Vụ việc đã gây ra một làn sóng phản đối ở Hàn Quốc, cho rằng hành động của bà Cho là một biểu hiện của thói cậy quyền của những Chaebol, hay còn gọi là tập đoàn gia đình trị, đang làm mưa làm gió kinh tế Hàn Quốc. Thưa quý vị, theo các nhân chứng và truyền thông địa phương, sáng nay có khoảng vài chục người đang bị bắt giữ làm con tin trong một quán cà phê ngay tại trung tâm Sydney, Úc, với một lá cờ Hồi giáo xuất hiện ở cửa sổ quán. Sau khi một kênh truyền hình địa phương phát đoạn video ghi lại cảnh con tin đứng bên trong quán, hoảng sợ cầm lá cờ đen ghi bằng chữ Ả Rập trắng, lực lượng cảnh sát đã tiến hành bao vây quán cà phê Lin Chocolate. Theo truyền thông địa phương, có khoảng 20 con tin đang bị giam giữ và có ít nhất 2 tay súng đang bắt giữ con tin. Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn chưa công bố con số xác thực. Thủ tướng Úc Tony Abbott đã tiến hành cuộc họp an ninh quốc gia để giải quyết vụ việc đang diễn ra tại khu kinh tế tài chính Martin Place ở Sydney, Úc. Và theo một nguồn tin mới đây, đã có 5 con tin tẩu thoát được ra bên ngoài. Còn bây giờ, Minh Vi xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh FBNC. Chúng ta sẽ đến với những nội dung nổi bật ở phần cuối cùng. Chứng khoán thế giới vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ giá dầu. Hai trăm 70.000 tấn rác nhựa đang trôi trên biển.